Các bạn đang đến với kênh Người kể chuyện Mời các bạn nghe tiếp Chương 17 Dễ bèo chân sóng Bố tôi ở Thanh Hóa gửi thư ra Hệ thân mến Bố báo tin mừng cho con Gia đình ta vừa được chia ba xào ruộng Một gian nhà gạch và một phần tư con trâu Bố mẹ đã dọn sang nhà mới bố mua một bức ảnh cụ hồ thật to về treo ở giữa nhà. Nhờ đảng, nhờ chính phủ, gia đình ta đã được đổi đời. Bà cũng được chia nhà bên cạnh nhà cũ. Em Miền bây giờ đang ở với bố mẹ. Cậu Kiếm được tín nhiệm, bổ sung cho đoàn khai thác gỗ trên Thượng Du. Mọi người đều mạnh khỏe. Con cứ yên tâm công tác, sao cho xứng đáng với sự quan tâm của đảng và của chính phủ với gia đình ta. Chúc con công tác tiến bộ. Thân ái, bố. Bố tôi viết cái thư vắn tắt như thế, nhưng thằng con phải biết giải mã những tín hiệu vừa nhận được. Gia đình được chia ruộng, chia nhà, chia trâu, nhưng ông bà ngoại đã bị đưa lên địa chủ, nhà cửa đã bị tịch thu, và bà ngoại tôi đã bị đuổi xuống chuồng trâu. Bố tôi không nhắc gì đến ông ngoại. Cụ vốn thằng tính, trước cảnh bất công có thể cụ đã xử sự thế nào đấy nên lúc bố tôi ngồi viết thư cụ đã phải vắng mặt ở nhà tôi nghĩ ngay đến một cái lệnh bắt tôi ra khỏi tòa báo và trở về địa phương nhận công tác khác đành chấp nhận đời mở vì tôi không phải là người đầu tiên và cũng chưa phải là người cuối cùng rơi vào hoàn cảnh rắc rối như vậy thương thân mình thì ít mà thương ông bà ngoài tôi thì nhiều cuộc đời sao éo le làm vậy? Ông nội tôi cả đời chơi bời, phá tán hết tất cả ruộng nương, vườn tược, nên đã cho tôi ăn thừa tự một cái thành phần thật đẹp. Dân nghèo có suất ăn chia trong đợt chia quả thực. Còn ông bà ngoại tôi, trí thú làm ăn, luôn luôn là căn cứ địa vững chắc cho anh em chúng tôi chạy đói, chạy loạn. Từ năm đói ất dậu đến giờ, ông bà ngoại tôi nuôi em Miên đỡ đần một phần khó khăn cho bố mẹ tôi. Nay ông bà tôi lên địa chỗ, em Miên về ở với bố mẹ tôi. Thế là gia đình tôi lại thêm một miệng ăn. Tôi cũng thương mợ kiếm. Lúc còn ở Hải Phòng, mợ là nữ sinh trường con gái. Ecole de Genvi. Mợ cũng có mặt trong cuộc thi xe hoa toàn thành phố. Mợ đóng vai tùy tướng của trưng trắc, cặp kiếm đứng hầu chủ tướng trên xe hoa. Đến khi lấy cậu kiếm, mợ về quê, nhuộm răng đen, mặc áo nâu, đi chân đất, gánh mạ ra đồng, lội xuống ruộng đi cấy, đi gặt. Lần đầu tiên về gặp mợ ở quê ngoại, một cô gái nông thôn luôn nở nụ cười tối om om. Có năm, bốn anh em tôi cùng bốn anh em anh phòng kéo nhau về quê ngoại, ăn đến phơi có thóc trong nhà. Mợ không một lời kêu ca phản nàn. Ngày ngày, vẫn sống vui vẻ với các cháu. Cách thiệt thòi phải xa bố, xa mẹ của tám chúng tôi đã được mợ bù đắp. Những người tốt bụng thường hay bị rơi vào bước đường Trông gai như thế. Tôi sang phòng tổ chức, đề nghị các anh xếp một việc cho em Miên. Rồi nhân một chuyến công tác, tôi sẽ về qua quê ngoại, xem có thể gỡ được phần nào tình hình bất lợi kia không. Về đến quê ngoại, tôi mới thấy mình không thể làm chiếc cột chống trời được. Đến bước 4, đội cải cách vẫn chưa tìm ra đủ địa chủ cho đủ 5% tổng số hộ trong xã theo kinh nghiệm thổ cải ở Trung Quốc. Trên đoàn ủy tăng cường cán bộ phá bí xuống quê ngoại tôi, đi sâu phát động quần chúng tìm cho ra địa chủ lọt lưới. Theo các sách của Trung Quốc, Pháp bảo trong việc truy tìm địa chủ lọt lưới là đi sâu phát động tư tưởng từng người trong gia đình. Em miên tôi, cô mắn con nuôi ông bà ngoại tôi, ông Châu, người thường làm giúp ông bà ngoại tôi mỗi khi vào thời vụ gấp gáp. Cán bộ đội dỗ em miên, khổ đến đâu, em cứ tố đến đấy, rồi đội sẽ chia ruộng, chia trâu cho em. Miên chỉ một mực trả lời, năm ất dậu, dân Thái Bình đang chết đói, bố mẹ em phải đưa em vào gửi ông bà ngoại nuôi, ông bà cho đi học, nên em chẳng có khổ gì mà phải tố cán bộ đội lại gợi Thế em đi chăn trâu Không khổ là gì Miên trả lời Trẻ con cả làng đây Có đứa nào không phải đi chăn trâu đâu Cán bộ đội chê em là chưa được giải phóng tư tưởng Còn mang nặng ơn huệ của địa chủ Cán bộ đội Sang phát động tư tưởng cô Mắn Cô Mắn trả lời Năm ất dậu Tôi theo người làng vào đây Làm con nuôi hai cụ Ơn cứu sống ấy Tôi chưa biết lấy gì để trả ơn Cán bộ đội lại sang phát động ông Châu Ông trả lời Tôi là em ruột ba đội Ngày trước ông ngoại tôi làm đội đoan Ngày mùa ngày mang Tôi sang làm giúp anh chị Làm gì có chuyện bóc lột Cuối cùng Đội cải cách ruộng đất Phải phá bí bằng cách tính ruộng đất Nhà ông bà ngoại tôi Cũng bằng một địa chủ ở thôn khác Theo công thức A à, bằng B B bằng C thì tất nhiên A phải bằng C. Cậu Kiếm đang làm ủy viên thường vụ Liên hiệp công đoàn Liên khu 4 lập tức bị đưa xuống đoàn khai thác gỗ ở Thượng Du. Thì ra, lâu nay tôi mới biết có một nửa sự thật. Tôi đi họp, nghe báo cáo về những vụ truy tìm địa chủ lọt lưới. Tôi đã xuống tận đội cải cách ruộng đất, gặp cán bộ đội, gặp cốt cán để tìm hiểu về những tên địa chủ lọt lưới nhưng có biết đâu mình chỉ nhận những tín hiệu về một phía rồi về cắm gỗ viết phải đến khi cái tai họa ấy rơi trúng đầu mình tôi mới bừng tỉnh tay phải chém nhầm vào tay trái rồi trên đường về ngôi nhà bố mẹ tôi vừa được chia tôi phải đi qua ngôi nhà gạch của ông bà ngoại hai ông bần nông đã thưng vách liếp ngăn đôi năm gian nhà hàng chục chiếc chậu hoa cảnh đã bị đội dồn vào đống quả thực chia cho những người đã tích cực tham gia đấu tranh cái sân gạch kia cậu cát và tôi đã từng ngồi thế hoa sen ngửa mặt nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời luyện phép thôi miên cái sân ấy vẫn còn đó nhưng hai ông bần nông vừa được chia nhà đã vác dao dựa ra đấy bồ củi làm mấy viên gạch bị vỡ cái cửa đã bị chia đôi theo vết vách liếp mỗi nhà xí một phần cánh cửa Tôi vẫn chưa hiểu khi cần bưng thúng thóc ra say Ông bần nông kia nghiêng thúng thế nào Cho miệng thúng không quệt vào mép liếp Và thóc không bị đổ ra nhà Tôi nhớ nhất bộ khung cửa bằng gỗ lim Mỗi lần về quê ngoại Tôi lại đứng áp lưng vào khuôn cửa Rồi lấy con dao săn của cậu cát Đặt lên tròn đầu lấy cữ Tay vẫn giữ chuôi dao Tôi từ từ khuỵu đầu gối Nhích ra Lấy mũi dao khía khía thành vết Đúng chiều cao của tôi khi đó Cứ thế Mỗi lần về quê ngoại Tôi lại tự đo xem Năm nay mình cao hơn năm trước Bao nhiêu cm Năm 1971 Đoàn văn nghệ sĩ thủ đô Vào mặt trận đường 9 Nam Lào Có dừng chân ở thị xã Thanh Hóa Ăn trưa Tôi đã bỏ bữa cơm Chạy một mạch về thăm nhà Bà ngoại tôi đã mất từ lâu rồi mợ kiếm đi ném phân ở đồng sâu chưa về căn nhà vắng lặng vừa nhìn thấy những vết dao săn khía vào khung cửa sổ tự dưng nước mắt tôi cứ ràn rùa tôi gục đầu vào khung cửa như gục đầu vào cánh tay bà ngoại cơm gạo ông bà nuôi tôi từng ấy năm trời tôi dần dần lớn theo từng vết dao xong kia tôi nào đã báo đáp ông bà được cái gì chắc chắn có lúc ông bà tôi đã nói với nhau thôi Âu cũng là cái nợ đồng lần Đội ở đây đưa mình lên địa chủ Tịch thu nhà cửa ruộng vườn của nhà mình Thì ở xã khác Thằng hệ lại quy nhà khác lên địa chủ Rồi cũng tịch thu nhà cửa ruộng vườn của người ta Con cháu mình làm sai thì mình trả nợ vậy Để sau này xuống ông phủ Nó khỏi phải bị quỷ sứ ném vào rạc dầu sôi Tôi rút dao găm đo lại chiều cao của mình Mũi dao chạm đúng vết dao Tôi đã khía lần trước Tôi dùng mũi dao khoét sâu cái cữ đo chiều cao Và khắc thêm con số 71 vào bên cạnh Nếu chuyến này Tôi bỏ sát ở chiến trường Cái khung cửa này với những vết dao khía từ thấp lên cao Sẽ được coi như tấm bia tưởng niệm Mà ông bà ngoại đã dựng cho tôi Từ khi tôi cất tiếng khóc chào đời Ngôi nhà cột lim Các vị kèo và các thanh lanh tô đỡ ngói đều bằng lim, được ông bà ngoại xây cất nóc đúng thời gian mẹ sinh ra tôi tôi thắp hương vái ông bà coi đây là ba vái cuối cùng của thằng cháu vào mặt trận nhưng chưa biết chắc ngày nào sẽ trở về tôi xé sổ tay viết mấy dòng chào mợ kiếm lại nói về chuyến thăm quê ngoại năm ấy tôi báo cho miên sáng ngày kia lên đường ra khu ba nhận công tác ngày mai em không phải đèo thúng lạc giang đi bán nữa đêm nay em thưa với bà sáng mai lên chợ vườn hoa hai anh em sẽ đón bà ở cổng chợ trước khi đưa miên đi công tác hai anh em đến chào bà một nhà báo của đoàn cải cách ruộng đất không đến thăm nhà rễ chuỗi mà lại đến nhà địa chủ giữa lúc phong trào đấu tranh của nông dân đang lên cao thì quà thật không tiện một tí nào cốt cán làm một phát cái đơn tố giác ra đoàn ủy thì cái tội tày trời của tôi mới bị lôi ra ánh sáng. Tại sao tôi lại giấu kín chuyện ông bà ngoại địa chủ lọt lưới, không báo cáo với tổ chức? Bố tôi thường khuyên tôi, con người cũng có lúc không thể nhảy lên chiến hào, ướn ngực hát quốc tế ca rồi bị đọp một cái vào ngực. Hy sinh kiểu anh hùng vô tích sự như thế, chẳng làm được cái trò gì, phải biết giữ cái gáo cho đến khi mặt trời mọc. Tự dưng hai bà cháu thành hai mảnh trời cách biệt hai bà cháu đang ở cùng một xóm mà phải dắt díu nhau lên tận chợ vườn hoa mới dám gặp nhau đi từng người đến điểm hẹn chẳng khác gì những ngày tôi hoạt động trong vùng tạm bị giặc pháp chiếm đóng tôi đứng chờ ở cổng chợ lâu lắm mới thấy bóng bà tôi thấp thoáng phía xa xa bà tôi đã già lắm rồi chẳng cuối cuộc đời bao nhiêu tai họa đã giáng xuống số phận con người làm việc gì cũng nghĩ đến chuyện tích đức cho con cháu thừa hưởng Lưng bà đã còng gập xuống Vì đang bị gánh khổ nạn đè chữ vai Bà tôi vừa đi vừa nhớ nhắc nhìn trước Nhìn sau Nhìn sang phải Nhìn sang trái Như đang bị đôi mắt soi mói nào Theo dõi Tôi lách qua đám đông đang đi vào chợ Chạy đến nắm lấy cánh tay bà Bà ơi Thằng hệ đây Bà ơi Bà ngước mắt lên nhìn tôi Mắt bà đã mờ rồi Bà nhìn tôi bằng trái tim Bằng cánh mũi phập phồng đã từng thuộc hơi từng đứa cháu Tay bà vuốt nhẹ nhẹ lên mặt tôi Từng ngón tay nhăn nheo Lướt từ thái dương tôi đến vết sẹo do báng súng Remington của lính ngụy dáng vào gò má Trong đêm tra tấn cuối cùng Thì bà dừng lại Đúng thằng hệ của bà thật Chứ không phải thằng hệ giả Chúng nó làm để trêu bà Bà khẽ hỏi tôi Cháu chờ bà đã lâu chưa Tôi nói dối cho bà đỡ lo Cháu vừa mới đến Đã thấy bà ngay Bà nhìn ngược nhìn xuôi Rồi quay lại nhìn tôi Họ biết họ có làm lôi thôi không Tôi rút tờ giấy Vừa ghi địa chỉ của thằng bạn Dơ ra trước mặt bà cho bà yên tâm Cháu có giấy công tác đặc biệt Không ai làm gì được cháu Tôi dắt bà đi về phía mấy hàng bánh ướt ngoài hà nội ta gọi là bánh cuốn tôi chọn hàng ở cuối dãy ngồi ở đây quan sát được theo một góc rộng hơn thương bà quá lâu nay bà sống ngày đêm với nỗi lo sợ người ta dồn bà xuống phận con run cái kiến làm bà sợ mọi thứ sợ mọi chuyện sợ mọi người từ lâu bà rất thích ăn bánh ướt hai hàm răng bà không còn nữa bà chỉ trệu trạo nhai rồi nuốt Trước khi gắp một miếng bánh ướt Dúng vào bát nước chấm Bà lại nhìn trước nhìn sau Xem có bị đôi mắt soi mói nào theo dõi không Tôi lại rút tờ giấy trong túi ra vẫy vẫy trước mặt bà Bà đừng lo Cháu có giấy công tác đặc biệt Tôi cứ ngồi yên lặng Ngắm bà ăn Sau này Lúc mẹ tôi đã già rồi Tôi cũng ngồi ngắm mẹ tôi nhai trệu trạo như thế biết bà đang khổ mà thằng cháu ngoại đội ơn bà cho ăn trong những ngày cả tình thái bình cứ đói vàng mắt ra cũng chẳng có cách nào cứu bà được bà tôi buông đũa rồi thở dài cháu ơi bây giờ bà mới biết trên đời này thạch xanh thì ít lý thông thì nhiều gần đất xa trời rồi bà chẳng lo gì cho thân bà bà chỉ lo cho các cháu thôi tôi tìm lời an ủi bà dạy câu gì chúng cháu vẫn nhớ bà đừng ngại anh em chúng cháu chỉ thương bà vất vả cả đời mà đến nay chúng cháu chẳng làm gì giúp được bà gật gù bà khổ thế này là cùng cực chắc cũng chẳng khổ hơn được nữa các cháu đi đâu làm gì cũng phải bảo nhau đừng bao giờ làm những việc thất đức trời phật ở xa những quỳ thần hai vai ghi từng việc ta làm rồi tâu lên với trời phật không che mắt được trời phật đâu những câu chuyện ăn không nói có chuyện đồ tội cho người khác như trâu lấm vầy càn cuối cùng cuộc đời cũng chẳng ra cái gì tôi ghé sát tai bà cháu nhớ bà nói tiếp người ta chẳng ai chạy khỏi cái số bà biết số bà là nước lòng đo nước không vào thì lòng đo nứt nhưng nước vào đây thì đo đắm đừng lo cho bà nữa tôi thưa với bà Cháu về thăm bà, được gặp bà như thế này là mừng rồi. Hôm nay cháu xin phép bà đưa em Miên ra công tác ngoài chỗ cháu. Ba tôi gật đầu. Thế thì ba mừng. Làm gì thì làm. Các cháu nhớ là đừng bao giờ làm điều ác. Nam Tào ghi những đứa làm điều ác, không cho chúng chạy. Đấy, các cháu xem. Đứa nào làm điều ác, thế nào cũng bị trời Phật vật chết tươi. Tôi gọi bà bán bánh ướt Gói cho tôi hai chục bánh nữa Bà tôi không dám cầm Cốt cán tịch thu Không được đâu Thương bà Các cháu cứ đề trong lòng Tôi thưa với bà Chiều nay em Miên sẽ cầm bánh sang biếu bà Bà tôi từ từ đứng dậy Thôi Bà về Tôi đứng dậy Đưa bà sang hàng nước chè xanh Uống nước xong Tôi đưa bà ra phía cổng chợ Bà bảo tôi cứ để bà đi một mình thì hơn Tôi cứ đứng nhìn dáng còng còng của bà lách qua đám đông Trong tiểu thuyết không gia đình Mẹ bác ganh của chú bé bị bỏ rơi Cũng không phải sống cơ cực đến như thế này Khi bà đi khuất cửa hàng ở chỗ ngã ba Tôi đứng như chôn chân ở đấy Bà tôi khổ như thế Tôi chẳng làm được gì cứu được bà Thế mà tôi đã hoáng lên Tự nhận là mình đứng trong đội ngũ hiệp sĩ Đi giải phóng cho nhân loại Tại sao trước mắt Không lên tiếng về cái việc bất công rơi vào gia đình mình Đôi lúc Nghĩ lại cũng thấy mình hèn Hèn thật Hèn đến mức không dám nói đúng Về một sự thật mình đã biết từ khi mới chào đời Về một con người Đã cứu sống mình trong những ngày khốn khó Đã từng mờ tráp Lấy những đồng tiền đông dương tích góp bao năm trời đưa cho mình lấy cái tiêu dùng trong những ngày ở địch hậu trong cơn bão táp người nào cũng chỉ tìm một chỗ ẩn náu cho yên thân cái hèn đã đề mặc cái sai mạo danh cái đúng ngang nhiên hoành hoành trong khi viết tiểu thuyết sắp cưới tôi đã nghĩ nhiều về cái hèn người ta có thể dũng cảm xông pha trên chiến trường coi thường cái chết nhưng lại ngập ngừng khi định giơ tay càn cái sai không cho phép nó lấn lướt cái đúng trong cuộc đời cái sai không gặp lực cản Tha hồ đi ngang dọc Nghiễm nhiên được công nhận là cái đúng Ai chạm đến cái sai ấy Lập tức bị coi Như đã không công nhận cái đúng Đang được số đông tôn sùng Chỉ khi nào cái sai ấy rơi xuống trúng đầu mình Kéo theo những tai họa khôn lường Lúc đó người lâm nạn mới bừng tỉnh Tôi thương bà vô cùng giá hồi kháng chiến chống thực dân Pháp. Máy bay Dakota trút xuống một chùm bom tiêu hủy toàn bộ nhà cửa ruộng vườn của ông bà tôi đi thì không sao. Ông bà tôi có thể làm lại từ đầu, tích góp từng đồng dựng lại cơ nghiệp cũng chẳng phải khó đến mức không làm được. Còn bây giờ, bà tôi bị đẩy xuống thân phận con run cái kiến, mãi mãi là con run cái kiến không bao giờ được hóa kiếp làm người ra đường gặp thằng bé con cũng phải khoanh tay cúi đầu chào ông bà nông dân ạ à. ngồi ở cửa chuồng trâu nhìn qua sân thấy năm gian nhà gỗ lim lợp ngói tây của mình bỗng dưng sang tay người khác làm sao không tiếc đến đứt từng khúc ruột hai gia đình bần nông đã bắt bếp đun nấu trong nhà khói ám đen bức tường cho bếp vung vãi ra nền gạch tôi càng thương bà tôi bội phần không bị lũ lụt không thua bạc mà chỉ trong phút chốc trắng tay... Đến khi sửa sai... Một ông cán bộ tình xuống đọc quyết định của Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa... Về việc phục hồi danh dự... Trả lại thành phần trung nông... Trả lại toàn bộ tài sản cho bà tôi... Thế mà bà tôi cứ ngây người ra như đang nằm trong mơ... Ông cán bộ tình lại mời bà tôi lên nhà trên... Bà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng... Khẽ khẽ nói với mở kiếm... Họ giữ mình đấy... Mẹ con mình lên... Biết đầu ông bà nông dân trói mẹ con mình lại Rồi lôi gia đình Lúc bấy giờ ai cứu mẹ con mình Những ngày rơi xuống kiếp con run cái kiến Đã làm bà tôi mụ cả người đi Đến mức không còn đủ sức Tin mình đã được trở lại kiếp người Về cây ngoài Được thăm bà Thấy bà vẫn mạnh khỏe Tôi rất mừng Nhưng tôi luôn luôn thấp thòm về cái tích Đi thăm địa chủ đoàn ủy ở xa không tài nào biết được nhưng cốt cán có báo cáo ra không mỗi lần lên văn phòng đoàn ủy nhìn thấy đống công văn đến tôi đưa mắt rất nhanh qua từng cái phong bì xem có thư nào từ thanh hóa gửi ra hay không một lần ông trưởng phòng tổ chức nhắn tôi sang tôi vừa đi vừa chuẩn bị sẵn từng câu trả lời về chuyện ông bà ngoại tôi lên thành phần địa chủ thỉnh thoảng lại có một cán bộ đội bị trả về cơ quan chỉ vì là con địa chủ tôi lại nghĩ đến cái câu hôm nay tôi ngày mai anh khắc trên tấm bi đá ở các nghĩa trang người công giáo khốn khổ cho họ và cũng là khốn khổ cả cho mình có cái thai nào được phép chọn cửa công nông mà chui vào đâu chẳng may cốt cán báo cáo với đoàn ủy cùng lắm là tôi chỉ phải trở về khu đoàn thanh niên tôi chỉ thương em miên Thà rằng cứ ở nhà cho nó xong Không đeo thùng lạc giang đi khắp phố Thì cũng dắt con trâu đi khắp cánh đồng Ở thôn xóm Anh nào vượt lên trên đầu con cái người ta Thì người ta chẳng chịu lép gì Mà không cầm chân anh kéo xuống Con tao khổ Con mày cũng phải khổ như con tao Cho nó công bằng Phải công nhận rằng Tôi chỉ về qua nhà có hai ngày Mà bố tôi đã làm cách nào không biết lên ủy ban xã xin được chữ ký của ông chủ tịch xuất thân bẩn nông ký cho cái lý lịch xác nhận em miên là thành phần cố nông tòa báo xếp em là cái chân liên lạc viên chuyên chờ báo từ nhà in về tòa soạn rồi lại thù chồng báo đã đóng dấu kính biếu ra bưu điện một thằng bé chăn trâu bỗng dưng được phát chiếc xe đạp mới cứng lắp đù phanh chuông và cả đèn pha đi đêm nữa cậu ta khoái chí lắm ngày đêm cậu ta chỉ nhăm nhăm chờ văn phòng gọi đi công tác để có dịp nhảy phóc lên xe, phóng như bay trên đường. Ít lâu sau, cậu ta đi học lớp dược tá sơ cấp, rồi lên Lai Châu. Khi tuyển cán bộ y tế tăng cường cho các trạm quân y tiền phương trong chiến trường, miền vác ba lô vào miền Nam, khi được lệnh ra Bắc theo học ở trường đại học quân y, nhớ ông anh, bà chị và các cháu, Miền đã gánh bằng được đôi ủng cao su và bốn cái dù pháo sáng mà cậu ta đã đổi được cho đồng bào bằng những phong lương khô được hậu cần phát trong các ca trực đêm ra bắc làm quà tặng trên đường giao liên trong đoàn quán bộ quân y cũng có người diễu miên gánh gánh gồng gồng như anh lái buôn thì miên nói thằng này cũng biết mang thứ hàng thật nhẹ mà hiệu quả kinh tế cơ nhưng đây là cái tình ai không biết xin miễn phát biểu ý kiến Gần hai chục năm sau, hai cô em dâu đến nhà tôi chơi, thấy anh chị và các cháu chỉ ăn cơm với rau muống luộc và tép khô. Vợ Miên bảo tôi, ở cửa hàng nhà thờ, cửa hàng Vân Hồ, đang bán răm bông, xúc xích không thu phiếu, họ bán cả cá thu, cắt ô số 8, sao chị không mua về cho anh và các cháu ăn? Cô em dâu thứ hai, chồng nó là tiến sĩ nông học, giám đốc một cơ sở sản xuất của bộ nông nghiệp, cũng nhanh nhào nói, Chị bận, không đi mua được, chị cứ đưa phiếu đây, chúng em đi mua cho. Vợ tôi phá lên cười, anh ấy mới được ăn phiếu D, mình đang ăn theo phiếu E. Làm gì mà chả được ăn bìa C như ông tiến sĩ và ông dược sĩ cao cấp nhà hai em. Hai cô em dâu tưởng vợ tôi nói đùa. Vợ tôi phải lôi trong ngăn kéo ra một tập phiếu thực phẩm loại E, loại ưu tiên cho những người được hưởng bậc lương thấp. Lúc ấy, hai cô em dâu tôi mới tin Cô em dâu thứ hai mới nói Thế mà người ta đồn Nhà nước mới ký quyết định cho một số văn nghệ sĩ Được ăn theo bia bê Tôi cười Một số Tức là không phải tất cả Nhà thơ Quang Dũng Nhà thơ Trần Lê Văn Còn là bậc thầy của anh Cũng còn phải ăn phiếu e Thì sao Cô em dâu chép miệng Anh hệ lúc ấy đã phụ trách Cả một tòa báo rồi Anh Miên mới đi chờ báo thôi sao lại vô lý như vậy lúc bấy giờ ông tiến sĩ và ông dược sĩ cao cấp mới ngã ngửa người ra khi biết rằng ông cả đi công tác từ lúc hai thằng em còn cười chuồng Nhảy um um xuống tắm ở ao làng mà đến bây giờ hai cậu em đã có tiêu chuẩn phiếu loại c nằm bệnh viện việt sô và viện quân y trung ương một hôm ông tiến sĩ bảo tôi đi theo cách mạng hai chúng em được quá nhiều còn anh thì mất quá nhiều tôi chỉ cười trong một gia đình bao giờ cũng có một người gánh các quà nạn cho cả nhà cũng như bà ngoại có gánh cái quà nạn vừa qua thì anh em mình mới được mát mặt như thế này cái mà các cậu bảo là mất thì anh lại cho là được đấy tôi không bao giờ xấu hổ về tội thua kém hai thằng em đã được hưởng tiêu chuẩn tem phiếu vượt thằng anh người đi sau lại tiến vượt người đi trước đó là điều mừng cho cả gia đình từ đó suy ra, cùng một nắm thóc trong tay bà mẹ tung vào đời, có hạt rơi vào bụi gai, có hạt rơi vào bãi đá, có hạt rơi xuống dòng mương, làm mồi cho cá rô, cá giết, nhưng cũng có hạt may mắn, rơi đúng miếng đất màu mỡ như ruột bánh trưng. Mỗi người có một con đường đi tới đích, cũng như mỗi người vẫn có một cuộc đời. Dù sao tôi đã làm được phần việc bố tôi dặn dò, bằng mọi cách Thằng anh phải dìu được thằng em vào đời Đầu đi thì đuôi lọt Chắc chắn bố tôi ở dưới âm hẳn hài lòng Mỗi ngày dỗ chúng tôi thắp hương mời cụ về Nhìn thấy đàn con không giàu Nhưng không rốt, không hèn, không ăn cắp, không ăn trộm Thật chẳng bỏ công cụ dạy dỗ Đừng làm việc gì để cách nhục cho họ phạm